các bạn đang được thưởng thức chất âm vô cùng ngọt ngào của cặp loa có cấu hình khủng long JBL nổi tiếng với model 755 đến từ Mỹ. Theo yêu cầu của rất là đông đảo những anh em sở hữu chất âm 2-in-1 và những thương hiệu cũng như những model loa đẳng cấp nhất trên thị trường audio với chất âm 2-in-1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke chuyên nghiệp, ít có đối thủ trên cặp loa nặng tới 1 tạ 2 cho model JBL 4755 đến từ Mỹ. Model cực hiếm tại thị trường trong nước và cũng như là cấu hình mà tôi đang review cho anh em. Theo yêu cầu của một anh em thì nguyên dàn đẩy vang mic xịn sò cũng như quản lý nguồn và nâng tiếng với con đẩy chạy tới 60 đèn công suất có thể đáp ứng một lúc tới 2 cặp loa cũng như là các thiết bị kèm theo. Với phong cách chơi các thể loại nhạc phổ thông nhất hiện tại và karaoke chuyên nghiệp, xin mời quý vị cùng thưởng thức một đoạn nhạc quen thuộc nữa và sau đó chúng ta cùng ngắm nhìn lại cấu hình của cặp loa nặng 1 tạ 2 quý hiếm tại thị trường trong nước cũng như con đẩy siêu đỉnh cao sở hữu chất âm 2-in-1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Tiếng gõ chát chúa làm lạnh người và uy lực mạnh mẽ trên cặp loa khủng long của hãng JBL quý hiếm tại thị trường Việt Nam cho model 4755. Thưa quý vị, theo yêu cầu của rất là đông đảo những anh em thì với chất âm 2-in-1 và những thương hiệu đẳng cấp sở hữu chất âm của giới sành nghe và khó tính trên những model cao cấp mà được sưu tầm trên kênh của Toàn Audio Nam Định, xin mời quý vị cùng ngắm nhìn lại chi tiết trước máy quay cho cặp loa khủng nặng tới 1 tạ 2 và cấu hình đẩy vang mic xịn sò. Đây cũng là những dàn âm thanh mà theo yêu cầu tôi set up cho những anh em ở các tỉnh xa phía Nam và miền Trung. Trước máy quay thì chúng ta vừa được thưởng thức chất âm của cặp loa khủng long JBL 4755. Những model có cấu hình vượt xa chất âm của 725 hay 4733. Chúng ta cùng khám phá lại cấu hình này. Sở hữu cho cặp loa này nặng tới 1 tạ 2 và được đóng bằng thùng gỗ bạch dương với tông màu rất là sang trọng và đẳng cấp. Chúng ta có thể trưng dụng và trình bày ở bất kỳ không gian nào. Đó. Với màu sắc rất là đẹp cho phần thùng loa, thùng gỗ bạch dương đặc trưng của JB thì nó là siêu bền. Đó, quý vị có thể để nước ướt thì cũng chẳng xi nhê gì về nó. Rất đẹp và nặng tới 1 tạ 2. Công suất cho cặp loa này thì tôi lưu ý với quý vị rằng nó ở ngưỡng trung bình là đã lên tới 2400W rồi, nó đánh như một cái vũ trường di động. Quý vị thấy phê không ạ? Nặng 120kg trên công suất là 2400W. Với quả trung càn
khủng từ 22 côn 100 phần trên cùng. Từ 22 côn 100 là hết tầm của JB rồi đấy. Chú quả kèn vác một quả kèn nặng nề nữa luôn. Ổng kèn của nó là 50, mang lại cho những cái tiếng gõ mà chúng ta thấy rằng lạnh người luôn ạ. Cái tiếng nóc cóc neng keng thể hiện kết hợp với ba giải âm thanh trên cặp la 4, 7, 5 nó thể hiện tê tái đến từng nốt nhạc. Anh em thấy đẹp không ạ? Đôi nhạy dao động cao tới 133 decibel và tôi lưu ý rằng đây là những model độc nhất của JB sở hữu với trở kháng dao động từ 4 cho tới 16 ohm hết tầm chơi. Thông thường thì từ 4 đến 8, đó, hay từ 8 đến 16 thì những cái loa giải cao. Và trên cái cấu hình của những cặp loa này thì nó lại sở hữu từ 4 cho tới 16. 4 ohm thì giải trầm của nó xuống rất là sâu và 16 thì giải cao của nó là hết thuốc chữa luôn rồi. Anh em chơi kèn thì anh em biết rằng lên là 16 ohm thì nó là phê nòi hai cái lỗ tai luôn. Bởi vậy chúng ta mới nghe được những cái tiếng gõ nhạc cụ nó phê đến như vậy. Với hai quả bát 30 gân lụa tẩm dầu từ 22 côn 100. Tương tự như là những cặp loa thì có tiết diện màng to hơn như là 4733, 2725 thì trên 755 số lớn hơn. Đó. Số lớn hơn thì không bàn cãi luôn rồi. Đó, nó đều sở hữu từ 22 côn 100 và nó đánh phê hơn là đương nhiên. Tại sao lại phê hơn thì chúng ta thấy rằng côn và từ và công suất tương tự như nhau và được thu nhỏ cái màng loa lại. Đồng thời trên cái thùng của nó thì nó lại thiết kế cái thùng màu xám và hình chữ nhật như thế này thì nó đánh rất là ưu việt về tiếng trầm. Bốn cái ống hơi thảo về phía mặt trước. Đó, như anh em đang được thấy trước máy quay. Bốn cái ống hơi rất là lớn. Đánh rất là phê. Phần bên trên là quả kèn từ 22 côn 100, như vậy là ba quả loa này đều từ 22 côn 100. Và phần chính giữa là một quả chắc kèn tai voi thể hiện những cái tiếng leng keng nhỏ nhất, nó thể hiện rất là phê với độ nhạy dao động và từ 4 cho tới 16 ohm. Đó. Trở kháng 4 16 ohm độ nhạy 133 hết bàn luận. Với cấu hình này. Cặp loa nặng 1.2, công suất trung bình là 2400W, nó đánh như một cái dàn nhạc sống trước máy quay. Chơi các thể loại nhạc nghe và karaoke miễn bản luận. Phần chính giữa thì theo yêu cầu của anh em thì ở đây thì tôi đang setup cho anh em một con đẩy siêu khủng thương hiệu đến từ châu Âu, MV Dup. Đây là con đẩy nó chạy tới 60 đèn công suất. Đó, con biên giới tôi đang chạy này, một con đẩy này và một con vang hiện đại nhất này, chạy chip 3-bit DSP USA. Đó, nó có chế độ cắt tần số, điều chỉnh phần mềm chuyên nghiệp, cắm máy tính điều chỉnh rồi. Ngoài ra thì chúng ta có thể chỉnh tay tuyệt đối. Đây là những cái tính năng ưu việt nhất mà hiện tại như bây giờ thì hầu như ai cũng phải trưng dụng những cấu hình này để chúng ta có thể tự chỉnh được. Giải mã có này, Bluetooth có này, các tính năng ăn chơi đầy đủ này. Echo Revert này, riêng biệt cho kênh nào và kênh đờ này. Lưu nhớ bên ngoài cũng thoải mái và lưu nhớ bằng máy tính thì là cài đặt phần mềm thì nó là đương nhiên. Phần bên trên là con lưng tiếng JB và giải mã 668 Pro và bộ mic 790 cũng như quản lý nguồn và lọc nguồn. Chúng ta ngắm nhìn phần phía trên cùng. Đó, đây là một con đẩy mà tôi đang mở nắp sẵn. Nó lặng vào khoảng tầm 35-40 cân gì đó. Bề nặng nề lưỡi luôn ạ, chưa lau bụi luôn. Con đẩy này thì không có nhiều. Tôi sẽ lau bụi qua quý vị nhìn. Đó, đây tôi lau bụi qua chút nhé. Cái dây to như cái dây buộc trâu nó phích này. Quý vị nhìn đã quá. Khủng khiếp luôn. Dây của nó này. Made in USA trên cái dây này. Đó, trên cái dây tôi thấy ghi vậy thì tôi đọc vậy. Dây của nó là dây vỏ cao su. Dây này thì buộc trâu thì giật cũng không đứt được nó rồi. Phích này. Đã chưa? Đấy, đây là nhìn đẳng cấp từ cái dây nhá và đẳng cấp từ cái mặt này. Mặt phay nhôm của nó này. Nhôm đúc nguyên khối như thế này thì nhôm này anh em thấy rằng nó bền tới vài chục năm không lo oxy hóa. Điện này nét cảm ứng. Nó là cực đẹp. Và với cấu hình của con đẩy này thì gồm những gì ạ? Đếm sò mỏi mồm là điều đầu tiên. 60 con đèn công suất. Quý vị đếm cho mỏi mồm đi ạ. 60 đèn công suất, 8 con tụ to, mỗi con tụ to như cối pin nó nằm úp phía bên dưới. Đây, chất tới từng cọng dây, từng con ốc này. Nguồn này, cái nguồn này đúng bằng cái nồi cơm luôn, một cơm điện luôn. Quạt gió này, hai quạt gió nằm hai đầu. Đầy đủ các tính năng ăn chơi phía sau lưng để điều chỉnh. Đó, một nút của nó, đây là con đẩy hai kênh nhưng mà đằng sau của nó cho ra bốn cửa. Hai cửa vặn rắc niu trích và hai cửa vặn ốc dây, xoắn dây. Như vậy chúng ta thấy được rằng cấu hình này thì quý vị bàn luận gì không ạ? Tôi không có điều gì mà để giới thiệu thêm. Chất âm thì chúng ta đang nghe rồi, phê nòi luôn rồi.
điều trị những cặp loa bất kỳ, phun đôi 40 hay là phun đôi 50 hay là hai cặp 40 thì nó là chuyện nhỏ với những cái con đẩy khủng này, quá khủng. Chất hay không thì anh em phải nhìn ở đây ạ, nhìn từng chút ạ, đó, từ cái dây này, từ cái mặt này. Đó, nên là chúng ta sẽ thấy được cái chất của nó, đừng nghe ông nào nói rằng hay, rằng tốt, rằng đẹp, vân vân. Mà chúng ta cứ nhìn thực tế. Đó, tôi chỉ biết rằng tôi nhìn thấy là chất từng cọng dây, từng con ốc. Đó, dây là dây trong máy đây này, còn dây nguồn thì nó là chất ngất luôn rồi. Dây vỏ cao su to, buộc trâu, giật không đứt, USA rồi. Anh em thấy phê không ạ? Tủ máy đầy đủ rác nguyên dàn như thế này. Như vậy chúng ta đã thấy rõ là cấu hình mà tôi đang review và cũng là những cấu hình đỉnh cao mà theo yêu cầu của những anh em rất là đam mê âm thanh và tin tưởng kênh của Toàn Audio Nam Định. Bởi vậy để đáp lại sự mong mỏi, mong chờ của anh em thì tôi set up cho anh em và những cái dàn âm thanh nó như thế này. Và chúng ta sẽ thấy được cái giá trị đích thực mà tôi đang review cho anh em cùng tham khảo, cùng trải nghiệm. Còn rất là nhiều những thiết bị cao cấp trên kênh của mình đang chờ đón anh em ở những đoạn clip tiếp theo. Anh em đăng ký kênh tham khảo cũng như là tôi sẽ đáp ứng lại niềm mong mỏi của anh em và tôi sẽ cập nhật liên tục những thiết bị audio cao cấp cho anh em có cơ hội tham khảo và trải nghiệm. Xin chân thành cảm ơn.